Trại bò tư chiến vũng trời Bến Lức. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021. Bò mình giao hết trong trại cho anh khách này ở Xuân Lộc Đồng Nai. Anh bắt nguyên cái lô bò về Đồng Nai. Trong trại mình giờ còn có con này. Còn hai này giao khách người địa phương cũng hết rồi. Hai khách người địa phương bắt hai này luôn. Là trong trại mình giờ còn có con bông này. Đặc tiếp xuống một xe bò gồm có ba bê pháp kem. Liên tục về trại gồm có ba bê pháp kem. Địa chỉ trại là lộ DT19 gần quỹ ban xã Nhật Quỹ ban đây là Bến Tre. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Ruộng chốt bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Trực tiếp xuống một xe bò hàng VIP. Rồi xuống kia anh. Hãy subscribe.
Ủa anh bãi đâu chị? Chưa lên cái bò. Chuyện nói vậy? Tại bò thi chiến. Nói vậy anh biết à? Nói rồi anh lên liền nha. Rồi. Dạ dạ. Rồi quay đâm lên cái lâu rồi cho chị coi luôn ấy. Báo giá chị biết. Trại bò tư chiến hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021, bò mình trực tiếp về trại gồm có bò bê thấp kem. Nguyên cái lô bò hàng bếp đoàn rất là dài, xương to. Trại bò mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ lớn nền, sau này chất nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao, xương to đoàn dài lưng thẳng cổ rô. Đã cổ thắt lại là cổ rô. Nuôi chất lượng thịt nó mau lên đầy thịt. Còn bắt bò mà bắt bò cổ lãi là nuôi rất là chậm. Cổ lãi là cổ nó dài ra. Cổ thắt lại cổ rô toàn bộ lên bắt bò rô cổ rô hết. Địa chỉ trại là lộ DT 19 gần ủy ban xã Vĩnh Tân tỉnh Bến Tre. Quý khách có thời gian đến trại xem chốt giá, còn quý khách không có điều kiện thời gian đi thì chốt giá xong trở ra cũng được. Hoặc còn qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem cụ thể hơn. Trừ từng chi tiết, cho quý khách xem từ tổng thể nguyên hình. Một bò là xương rất là dài, xương rất là to, đòn dài, xương cối luôn. Tổng trong cây bò mình gồm có cái một bò lỡ nè, hai bò lỡ nè, ba bò lỡ nè, 4 bò lỡ là 5 bò lỡ, 6 bò lỡ. 6 bò lỡ với 4 con kia nhỏ hơn 1 chấm. Là lô rồi mình mới về. Còn hai con đó thì giao gì cho khách gần trại bò mình là hết bò luôn. Còn nguyên lô này mới về. Tiếp tục mình về một xe nữa, ngày mai mình về một xe lớn. Sáng mời quý khách đến trại bò tư chiến là ngày 16, về bò về rất là đông. Cuối video mình xin cảm ơn quý khách đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến.